Vô đây đi. Ây da, nè, ây da, đau cái nách quá nè. Vô đi, ngồi xuống. Ơi, cái gì vậy? Qua đây, ngồi xuống đây nè. Ngồi xuống. Nè, đây nè, đây nè. Đây là bản vẽ, đây là thước, đây là viết chì đó, muốn làm gì đó làm đi. Khoan, khoan, stop. Nè, hai bà làm ơn đừng có quấy rối tôi nha. Tôi đang ở nhà, đang là thiết kế thời trang. Tự nhiên lôi tôi qua đây làm sao? Ở nhà bà cũng ngồi thiết kế, qua đây bà cũng ngồi thiết kế, có khác gì đâu. Chừng nào tôi biểu bà đứng thiết kế hẳn khác. Tại vì tôi thấy là chỗ làm việc của bà nó không có được sáng sủa đẹp đẽ. Tôi muốn cho bà cái chỗ làm mới nè, bà nhìn đi, cái chỗ này nó khang trang đẹp đẽ, mát mẻ thoáng đãng hơn nhiều. Mình làm việc ở đây á, nhiều khi mình sáng tạo hơn nữa. Đúng rồi đó, đất này là đất hên á. Chính vì đất hên cho nên hai bà muốn rủ rê tôi thành bộ ba tâm sơn đúng không? Người ta nói là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đúng. Tôi muốn có ba đứa mình để công ty này nó vững bền hơn. Đúng rồi, cá hộp còn có ba cô gái mà. Rồi tôi làm gì? Thì bà nghe điện thoại thôi, công việc của bà đơn giản lắm. Bà nghe điện thoại, bà nhận lịch, bà nói vô lại với tụi tôi thôi, hiểu không? Chỉ nghe điện thoại thôi đúng không? Ừ, dễ lắm, không làm gì hết trơn á. Thôi được rồi, dù sao thì có gì tôi ở đây nè, tôi thiết kế. Có điện thoại tôi nghe giùm. Ê, khách gọi nè, ở đây đi nha, đi nha, ở đây giúp đỡ giùm nha. Dạ chị. Là ê, tới giờ tôi rồi, ê tôi đi gặp khách hàng nha, giúp đỡ giùm nha. Rồi, cảm ơn bà nhiều lắm, cảm ơn nhiều lắm, đừng nói nữa. Nói gì nói, nhìn hai bà cũng tội. Không sao, ở đâu mình cũng có thể sáng tạo được. Xin chào quý khách. Ủa, anh ơi. Anh ơi, tóc ngắn ơi, anh tóc ngắn ơi. Ủa, anh ơi. Anh kêu tụi em tới làm mà sao đóng cửa vậy? Đâu kêu cô tới đây đâu. Ủa, xin, đây là xin nè. Tôi kêu người khác. Ủa, vậy là sao? Ủa, anh ơi. Không biết hỏi cô trực tổng đài đó. Đi ra. Ủa, ê. Ê, ủa cái gì á? Ủa là sao? Đẹp quá, trời ơi, không ngờ có tí xíu thời gian mà mình có thể sáng tạo ra được cái đầm đẹp như vậy. Tính ra cái đất ở đây á là đất tốt, có thể sáng tạo được. Hello, mới về. Mai. Yên. Sao? Nay đi làm sao? À biết rồi. Khách hàng mà tùy người. Hôm nay không bo nên quạo đúng không? Mai mốt người ta nghe điện thoại thì nghe kỹ kỹ chút xíu. Nghe gì đâu mà hời hợt quá à. Khách hàng người ta yêu cầu cái gì thế nói lại rõ ràng đàng hoàng. Tới không có đúng yêu cầu khách hàng, người ta đuổi về nè, thấy không? Nè Yến, hai bà mời tôi qua đây là làm giùm, không có lấy lương nha. Rồi mắc gì quạo với tôi? Tôi không có quạo, tôi đang góp ý bà để bà có nhận cuộc gọi sau nó kỹ hơn. Làm không có đúng yêu cầu của người ta, đi xa xôi nắng nôi mệt mỏi à. Ủa thì khách hàng yêu cầu ô xin thì tôi gọi cho bà nói là ô xin. Nhưng mà người ta có yêu cầu. Trời Yến, sao tự nhiên Yến lại lớn tiếng với Quỳnh? Quỳnh có ý tốt muốn giúp đỡ mình thôi chứ. Quỳnh thông cảm nha, tại đi đường hơi xa mà bị đuổi về cho nên là Yến quạo quọ, Yến quê á. Mà Quỳnh đã lỡ nhận lời giúp đỡ rồi thì Quỳnh cũng có trách nhiệm xíu đi. Quỳnh có nhớ là người ta dặn Quỳnh như thế nào không? Chứ lúc mà Mai tới á, người ta bắt Mai về hỏi lại người trực tổng đài á. Oxin, ủa mà anh muốn tìm Oxin hay sao anh? Thuê dài hạn. Tôi muốn thuê cái cô đẹp đẹp, tóc ngắn ngắn á. Cái cô mà hay mặc đồ con trai á. Cái cô mà son môi màu hồng da á. Đặc biệt nói là cặp mắt á phải giống hai con ốc bu. Là bà đó. What? Mình có ham vui quá không ta? Lỡ tới rồi biết sao giờ. Thank you.
Xin chào. Anh là bảo vệ nhà này phải không? Tôi tới đây nè, tôi có việc. Không, tôi chủ nhà đây. Anh là chủ nhà? Ừ. Ủa, anh là chủ nhà rồi mắc cái gì hồi nãy anh đuổi hai người bạn của tôi về? Tại vì họ không thích hợp với công việc này. Tôi cần cô, người giống như cô vậy đó. Ủa rồi mắc cái gì anh phải cần người giống như tôi? Tại vì cô thích hợp làm việc ở đây. Thích hợp cái gì? Nhưng mà tôi không đồng ý cái cách nói chuyện của anh nha. Anh là chủ nhà, anh phải ra đây nói chuyện tôi đàng hoàng. Làm gì á hả? Tự nhiên hả đứng đó rồi hả đội nón rồi bịt khẩu trang kính mít. Ủa bộ tôi bị dịch cúm hả? Dịch cúm cái gì mà anh kỳ thị tôi? Tôi thấy anh thiếu tôn trọng tôi lắm nha. Anh nếu mà anh đứng đó hả, tôi đi về tôi không làm nữa. Khoan, đứng lại. À ha, tôi nhớ cái mặt anh rồi ha, cái tướng ụt nè, cái mặt này. Hôm bữa anh đình chức công ty đúng không? Nè tôi nói đừng để tôi gặp lại tôi quýnh lắm hôm. Đừng. Tôi bình tĩnh, nghe tôi giải thích. Nè nha, tôi dù gì cũng là ông chủ của cô nha. Trên giấy tờ là vậy nha. Tôi hôm bữa là tại vì tôi kiếm oxy cho nên tôi qua công ty cô rồi tôi thăm dò, tôi tìm hiểu có công ty làm ăn đàng hoàng không. Ủa kiếm oxy sao mà không đường chính chính mình vô? Tự nhiên mình phải hả lấp ló trước cổng chi? Anh có cái gì mờ ám đúng không? Không có gì mờ ám hết trơn á. Tôi tới đó để tôi tìm cô, để tôi thuê cô. Thuê tôi? Ừ. Nhưng mà ủa, trong công ty thiếu gì người, tại sao cứ phải bắt buộc là tôi mới được? Tại vì mấy người đó không hợp, chỉ cô mới hợp thôi. Bộ cái mặt tôi có nét giống oxy lắm hả? Tôi thích cô. Thích cô làm ở nhà này. Cô yên tâm đi, tôi thuê cô tới đây làm việc đàng hoàng, không trái gì với đạo đức, không trái gì với luật pháp hết. Yên tâm, vô đây. Khoan, tôi nói trước nha, tôi có vợ. Anh mà lạng quạng tôi bát một cái là anh chết với tôi á nha. Thì tôi biết cô có vợ mà, nhưng mà không sao đâu, vô đây. Sao nhìn cái mặt anh gian quá vậy? Gian cái gì? Nãy giờ tôi biết cô có vợ, tôi sợ cô, tôi không dám đứng gần cô. Nãy giờ nói chuyện với cô tôi không dám lớn tiếng luôn á, mất thời gian quá. Vô đây. Ê, tôi cấm anh nói hai cái chữ vô đây nha. Sao vậy? Nhìn cái mặt anh nó gian muốn chết luôn à. Vậy à? Vậy tôi không thích vô rồi sao? Vậy đi vào. Anh làm ơn đừng có mấy cái cử chỉ cái mặt biến thái đó được không? Tôi không vô á. À cô ơi, khoan. Bây giờ cô chỉ cần vô nhà của tôi thôi. Cô muốn kêu tôi làm gì cũng được. Gì? Là bây giờ chỉ cần tôi vô trong đó, tôi muốn cái gì cũng được đúng không? Đúng rồi. Anh vô trước đi, rồi tôi vô. À, để tôi mở cửa cho cô vô. Khoan. Hả? Đứng đó, tôi vô đóng cửa lại. Thành công rồi. Yes. Không lo đóng cửa, đứng lèm bèm gì vậy? Rồi biết rồi. Xoài không hạt. Rồi ăn không có uống hả? Biết thế nào cũng nói như vậy. Nước không đường. Anh có bất mãn gì không? Không, tôi rất là hoan hỷ. Nhưng mà tôi có. Ai đời thuê ô xin mà để ô xin sai giặt chạy tới chạy lui vậy? Ờ thì tôi hứa với cô là vậy mà. Nhưng mà ví dụ như tôi kêu cô làm, cô có làm không? Không. Thì đó. Nè, anh có âm mưu gì? Nói đi. Không có âm mưu gì hết. Ngoan cố không nói đúng không? Được, đi làm tiếp đi. Tôi đói rồi đó. Nấu cơm đi. Cái gì? Bất mãn. Không, ý là ăn cái gì để nấu? Gì cũng được. Để làm. Mới có 10 phút rồi.
cái miệng hay là cái máy xay sinh tố mà sao bào nhanh vậy? Rồi sao? Ờ không, ý là cô ăn hết dĩa xoài rồi bụng đâu ăn cơm. Thì anh ăn. Cái gì? Nãy cô kêu tôi nấu ba lon đó. Thì anh phải ăn hết một nồi. Nghĩ sao mà bắt tôi ăn hết nguyên một cái nồi đó? Ủa, tôi kêu anh nấu cơm mà, chứ tôi đâu nói tôi ăn cơm. Bất mãn. Để tôi ăn. Tôi là thánh giống mà. Tôi ăn hết. Thôi nghỉ đi, nghỉ đi, nghỉ đi. Cái gì vậy? Nghỉ đi. Cái gì đâu, giận tôi bình tĩnh đi, từ từ, đừng có nghỉ. Tôi nói anh nghỉ. Anh nghỉ đi. Nghỉ làm. Là tôi nghĩ là cảm ơn cô. Tôi trịnh trọng mời anh ngồi ở đây. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Mày, cô có gà gì ở đây không? Ghế nhà anh á. Ai biết được, nãy giờ tôi làm cô gà gì tôi. Ngồi đi. Ông chủ làm có mệt không? Không cần trả lời đâu. Nãy giờ cô thấy mà. Ông chủ làm nghề gì vậy? Trợ lý giám đốc. Wow, chắc lương cao lắm ha. Không cao, vừa đủ mướn oxin thôi. Vậy thì ông chủ muốn tôi làm gì vậy? Không, 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 không. Không nói được. Anh nghĩ tôi tin chắc. Mau nói thiệt đi. Anh có âm mưu gì? Không, 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 không. Nói. Nói. Không, không. Được. Vậy tôi cho anh ăn hành từ từ. Sao cũng không nói. Nói. Không nói. Nói tôi biết. Anh kêu tôi tới đây là có âm mưu gì? Không, không có. Nói. Không có. Không. Nói. Không có. Nói. Nói. Nói.